Xóa nhăn mắt bằng Botox có thực sự hiệu quả và hiệu quả của nó sẽ kéo dài trong bao lâu? Và có cách nào để chúng ta làm tăng cái thời gian tác dụng của Botox hay không? Chúng ta hãy cùng bác sĩ Huy đi tìm hiểu nhé. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của bác sĩ Huy. Và 3 tuần rồi bác sĩ Huy chưa ra video mới. Bởi vì công việc có rất là bận. Và hôm nay thì bác sĩ Huy dành một chút, thẩm mỹ viện đang vãn khách nên bác sĩ Huy quay cái video này để chúng ta cùng nhau trao đổi, cùng nhau kết nối để chúng ta có thêm những kiến thức về thẩm mỹ và làm đẹp nhé. Đó. Và như cái tựa đề thì bác sĩ Huy đã đặt ra cái vấn đề đó là xóa nhăn bằng Botox ở cái đuôi mắt ấy có thực sự hiệu quả và cái thời gian của nó tác dụng được bao lâu, và chúng ta có cách nào để làm kéo dài cái thời gian tác dụng của Botox hay không? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Thì đầu tiên chúng ta hãy nói qua một chút về cái khái niệm Botox là gì, xóa nhăn đuôi mắt là gì, nếp nhăn là gì, không ạ, để các bạn cùng hiểu nhé. Thì Botox là một cái chất ức chế dẫn truyền thần kinh từ thần kinh đến cơ, làm cho cơ chúng ta giảm co hoặc là không co nữa. Nhắc đến Botox thì khá là nhiều người e dè về nó. Tuy nhiên các bạn phải hiểu một điều là nếu mà chúng ta sử dụng đúng á thì cái tác dụng của Botox nó rất là tốt, nó không ảnh hưởng gì với cơ thể của chúng ta cả. Còn nếu mà chúng ta sử dụng sai thì chắc chắn là nó sẽ có những cái tai biến bên trên mà chúng ta không muốn, đúng không ạ? Đấy. Và Botox thì nó sẽ có tác dụng là điều trị những cái tình trạng nếp nhăn động do cái tình trạng co cơ quá mức. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về Botox thì có thể xem một cái video về Botox, bác sĩ Huy sẽ để ở phần mô tả để mọi người có thể hiểu rõ hơn về nó nhé. Và Botox thì có tác dụng rất là tốt trong cái điều trị nếp nhăn động. Những cái nếp nhăn như chúng ta cười nói, chúng ta cau có, chúng ta biểu cảm trên khuôn mặt mà có cái tình trạng nếp nhăn xuất hiện ấy, thì Botox xử lý rất là tốt. Thì hiện tại với cái nếp nhăn đôi mắt ấy, thì người ta đã chứng minh được là Botox điều trị rất là tốt rồi. Và cái này là cái vấn đề mình không thể bàn cãi được nữa, đúng không ạ? Và hiện nay thì trên toàn thế giới người ta sử dụng Botox rất là nhiều. Như ở Mỹ thì một năm người ta sử dụng khoảng 6,7 triệu liều Botox, và nhiều hơn tất cả những cái thủ thuật phẫu thuật thẩm mỹ cộng lại. Đấy. Nên là Botox được ứng dụng rất là nhiều trên toàn thế giới. Và cái nếp nhăn của chúng ta là nếp nhăn động thì Botox xử lý rất là tốt. Khi chúng ta cười nói, chúng ta biểu cảm mà nếp nhăn mới xuất hiện thì đó là nếp nhăn động. Còn nếp nhăn tĩnh là gì? Nếp nhăn tĩnh là khi mà chúng ta không cười nói, không biểu cảm, nếp nhăn nó vẫn có trên mặt rồi thì đó là nếp nhăn tĩnh. Mọi người có thể xem một cái video trước đó bác sĩ Huy đã nói về các loại nếp nhăn động là gì, nếp nhăn tĩnh là gì. Bác sĩ Huy sẽ để ở link mô tả để mọi người cùng xem nhé. Đó. Thì với cái tình trạng nếp nhăn đôi mắt như thế thì Botox xử lý rất là tốt. Sau 3 đến 5 ngày đã có hiệu quả rồi, và sau 7 ngày là hiệu quả rất là rõ. Nếu như chúng ta kiểm soát đầu vào rất là tốt, như là loại Botox này, rồi là tay nghề của bác sĩ này, thì Botox sẽ có tác dụng trong khoảng 6 đến 8 tháng nhé. Thời gian trung bình của nó sẽ khoảng từ 6 đến 8 tháng, được không ạ? Và cái thời gian tác dụng của Botox nó sẽ phụ thuộc vào những yếu tố sau. Đầu tiên các bạn phải hiểu là tình trạng lão hóa trên gương mặt của mình. Ví dụ như các bạn đang gặp phải cái tình trạng lão hóa và nếp nhăn mới ở dạng nếp nhăn động thôi thì Botox điều trị rất là tốt. Còn khi mà nếp nhăn của các bạn đã trở thành nếp nhăn tĩnh rồi thì Botox sẽ tỏ ra kém hiệu quả hơn. Nếu như đối với những nếp nhăn động thì Botox có thể xóa đi gần như hoàn toàn, thì với nếp nhăn tĩnh thì Botox sẽ hỗ trợ một phần thôi, khoảng tầm 50-60% hoặc là 70% tác dụng. Còn ngoài ra thì chúng ta phải kết hợp những cái phương pháp khác, một mình Botox thôi sẽ không đủ. Ví dụ như chúng ta sẽ kết hợp thêm cái laser personal này, mesotherapy này, lăn kim, phi kim này, hoặc là chúng ta có thể dùng quả chỉ, căng chỉ đấy, hoặc là chúng ta có thể dùng filler để làm đầy cái vị trí cái nếp nhăn tĩnh của chúng ta lên, đúng không ạ? Cái thứ hai là cái vấn đề tay nghề của bác sĩ. Là một bác sĩ giàu kinh nghiệm, tiêm đúng vị trí này, tiêm đúng điểm này, tiêm đúng lớp này và đúng liều lượng này thì sẽ cho một cái tác dụng tốt hơn và kéo dài hơn so với những người mà mới vào nghề tiêm sai vị trí, hoặc những cái bạn mà không được đào tạo một cách bài bản, đúng không ạ? Đó là yếu tố tất yếu rồi, đúng không ạ? Tiếp nữa là cái loại Botox mà các bạn sử dụng trên gương mặt của các bạn. Đó là hiện tại thì trên thị trường nhá, có rất là nhiều loại Botox. Ví dụ như là những cái loại Botox nó kém tinh khiết ấy, hoặc là lẫn nhiều tạp chất, thì cái khả năng dị ứng nó bị nhiều hơn và cái thời gian của tác dụng của nó sẽ giảm xuống. Bình thường thì thời gian tác dụng của nó 6 đến 8 tháng, tuy nhiên nếu mà loại kém chất lượng ấy, thì có thể tác dụng của nó chỉ khoảng tầm 3 đến 4 tháng thôi. Vì vậy lời khuyên của mình đưa ra cho các bạn đó là, nhất là các bạn phải chọn bác sĩ tốt, giàu kinh nghiệm. Cái thứ hai là các bạn phải chọn được cái loại Botox tốt, tức là sau khi mà các bạn tiến hành trị liệu ấy, bắt đầu quyết định tiến hành trị liệu rồi, hãy nói với bác sĩ của các bạn, cho các bạn xem là cái loại Botox đó là loại Botox nào có thực sự được FDA Hoa Kỳ chấp nhận trong điều trị thẩm mỹ trên gương mặt hay không, và có thực sự là an toàn hay không.
thì các bạn sẽ giảm được cái tình trạng tai biến rủi ro xuống mức thấp nhất và tăng cái tác dụng của nó lên cao nhất, đúng không ạ? Thì đó là cái lời khuyên mà bác sĩ Huy đưa ra cho các bạn. Và vấn đề số 2 đó là sau khi các bạn đã xóa nhăn làm mô tốc rồi và có hiệu quả rồi, thì chúng ta có cách nào để mà tăng cái thời gian tác dụng của mô tốc lên hay không, thì bác sĩ Huy sẽ chia sẻ cho mọi người nhé. Ngoài cái vấn đề là bạn chọn bác sĩ này, chọn bô tốc thật là tốt, thì để mà kéo dài cái thời gian tác dụng của bô tốc, để các bạn đỡ phải đi trị liệu nhiều lần, thì chúng ta lưu ý cho bác sĩ Huy một vài cái như sau. Một là sau khi các bạn điều trị bằng bô tốc xong, chúng ta sẽ hạn chế vận động trong vòng 1 tuần, tức là vận động mạnh ấy. Ngay lập tức khi chúng ta vừa mới làm xong nhé, thì trong vòng khoảng tầm 90 phút đầu, các bạn hạn chế cử động cái vùng cơ chúng ta vừa điều trị, ví dụ như là vùng mắt này thì chúng ta hạn chế cười. Đấy, chúng ta hạn chế cười nói to tại vùng mắt này. Tại sao? Bởi vì là làm cho bô tốc nó sẽ không bị lan đến những vùng khác. Bởi vì bản chất bô tốc chúng ta đưa vào là cái dạng nước. Đấy, là dạng mà nó là dung dịch. Và khi bô tốc nó chưa tác dụng lên cơ thì nó có thể bị lan từ vùng này sang vùng khác do chúng ta co cơ và di chuyển nó đi. Vì vậy nên nó sẽ làm giảm tác dụng của bô tốc và làm cho bô tốc lan đến những vùng không cần thiết, làm cho các bạn gặp phải những tai biến. Vì vậy nên bác sĩ Huy tư vấn cho mọi người một điều, đó là mọi người không nên co cái cơ ngay lập tức sau khi mọi người vừa mới làm bô tốc xong. Đó là khoảng 90 phút đầu. Trong vòng 24 giờ đầu, các bạn kiêng cho bác sĩ Huy những cái vận động mạnh. Ví dụ như tập gym này, bơi lội này, chạy nhảy này, hoặc là những cái lao động rất là nặng thì các bạn kiêng cho bác sĩ Huy nhé. Đấy. Và tốt nhất thì các bạn nên kiêng khoảng 7 ngày. Đó là với những cái khách hàng mà họ buộc phải làm những cái công việc nặng nhọc, họ không kiêng được, thì ít nhất cho bác sĩ Huy là 24 giờ. Còn lại mà tốt nhất ấy, thì là 7 ngày. Nhớ một điều nhé, là kiêng vận động mạnh. Cái yếu tố số 2 ấy, là các bạn phải hạn chế được những cái vấn đề, đó là các bạn ăn những cái thực phẩm mà nó hay bị dị ứng, như là hải sản này, tôm cua cá này, những cái chất kích thích như là bia, rượu và thuốc lá, cà phê, các bạn kiêng cho bác sĩ Huy. Bởi vì sao? Bởi vì bô tốc bản thân khi chúng ta đưa vào, nó là một cái protein lạ, cơ thể chúng ta dễ phản ứng với những protein lạ đó. Và khi các bạn lại ăn những cái những chất mà dễ gây dị ứng vào, thì cơ thể chúng ta sẽ có cái phản ứng dị ứng, nó cộng gộp vào, và vô hình chung là sẽ đặt cơ thể của chúng ta với một cái tình trạng báo động rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Vì vậy các bạn kiêng cho bác sĩ Huy nhé. Nhớ một điều là chúng ta sẽ kiêng những cái chất gây dị ứng như thế đó. Cái yếu tố số 3 ấy, là các bạn sau khi làm xong, các bạn phải dưỡng ở mắt thường xuyên. Tại sao như thế? Bởi vì khi bô tốc tác dụng trên cái cơ vào mắt của chúng ta sẽ làm cơ giảm co lại. Và khi cơ giảm co như thế thì nó tạo một cái điều kiện rất là tốt cho những cái nếp nhăn tĩnh, những cái nếp nhăn mà đang thành vạch ấy, nó có thể phục hồi. Và khi mà chúng ta dưỡng ẩm, chúng ta có tế bào gốc chúng ta bôi vào thì rất là tuyệt vời, làm cho vùng da của đó là phục hồi và những cái nếp nhăn của chúng ta đỡ xuất hiện hơn. Và sau này khi bô tốc mất tác dụng rồi thì cái thời gian nếp nhăn nó quay trở lại nó cũng lâu hơn, thì đó nó sẽ kéo dài cái thời gian tác dụng bô tốc ra nhé. Đó, nhớ cho xin một điều nhé. Đấy. Tiếp nữa là các bạn 4 này, các bạn nên sử dụng kem chống nắng cho vùng mắt. Nhiều bạn thì bôi kem chống nắng toàn mặt rồi, cả cổ cũng bôi, nhưng mà lại quên vùng mắt. Đấy, nhưng mà lại quên mất vùng mắt. Cái vô hình chung thì cái mắt của chúng ta ấy, các bạn tưởng tượng da rất là mỏng, và cái ánh sáng mặt trời nó có chứa rất là nhiều tia UV, nó làm cho da đang mỏng càng thêm mỏng hơn. Và khi da mỏng hơn như thế thì cái dấu hiệu lão hóa xuất hiện ngay trên gương mặt của chúng ta, đầu tiên ở đôi mắt. Nên là các bạn phải bôi kem chống nắng thường xuyên nhé. Tức là chúng ta bôi mặt của chúng ta xong, chúng ta nhớ một điều là chúng ta phải bôi mắt, nhắm mắt vào, sau đó là lấy hai tay kẹp này, xong bôi đều vùng mắt, bôi đều vùng mắt để cho cái mắt của chúng ta được bảo vệ nhé. Và khi đi ra ngoài các bạn cũng nhớ đeo kính râm nếu trời nắng. Nghĩ là mình bôi kem chống nắng rồi thì không cần đeo kính râm nữa, như thế là một cái suy nghĩ nó rất là sai. Yếu tố tiếp theo là yếu tố số 5, là các bạn nên uống nước, ăn hoa quả và ăn nhiều rau xanh, thì cái làn da của chúng ta sẽ đỡ lão hóa hơn, và không chỉ là vùng mắt, thì giúp cho cơ thể của chúng ta cấp nhiều nước đó, thì cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn và da của chúng ta căng mọng hơn, thì nếp nhăn nó không xuất hiện nữa, đúng không ạ? Và yếu tố số 6, yếu tố rất là quan trọng nhé, đó là các bạn nên hạn chế những cái biểu hiện co cơ quá mức trên khuôn mặt. Ví dụ như chúng ta cười nói thì chúng ta không nên cười nói to, nhưng cười nói ha ha ha, nhăn hết cả mắt, cả trán, rồi cả cau mày vào, rồi nhăn cả mũi vào, như thế là sẽ làm cho nếp nhăn của chúng ta xuất hiện nhiều hơn. Mà chúng ta nên cười mỉm, cười duyên thôi đó, nụ cười duyên của người con gái Việt Nam thôi, thì vô hình chung sẽ làm cho các bạn trẻ hơn, đúng không ạ? Đỡ xuất hiện nếp nhăn hơn. Và một yếu tố nữa là các bạn hạn chế những cái stress, những cái cau có, nhăn nhó lên gương mặt của mình, thì nếp nhăn cũng sẽ đỡ xuất hiện hơn và sẽ không hình thành nên các nếp nhăn động và các nếp nhăn tĩnh nha. Lưu ý giúp bác sĩ Huy một điều như thế nhé.
Như vậy là 6 cái điều vừa rồi bác sĩ Huy đã chia sẻ cho mọi người để giúp chúng ta kéo dài cái thời gian tác dụng của Botox, giúp các bạn níu kéo tuổi thanh xuân được lâu hơn. Và khi mà các bạn thực hiện đúng như thế này ấy, thì có thể 1 năm các bạn mới phải tiêm Botox một lần. Đấy, nên là không phải đến thẩm mỹ viện, không phải gặp bác sĩ quá nhiều lần nữa, đúng không ạ? Thì đó là những cái lời khuyên của bác sĩ Huy đưa ra cho mọi người. Và nếu như mọi người thích cái nội dung trên thì mọi người có thể like và subscribe kênh YouTube bác sĩ Huy để nhận được những video mới nhất của bác sĩ Huy nhé, để bác sĩ Huy có thêm động lực để làm thêm những cái video mới cho mọi người. Và hơn nữa là nếu ai còn những cái thắc mắc gì hãy comment xuống bên dưới, bác sĩ Huy sẽ trả lời trực tiếp cho mọi người để mọi người hiểu hơn về làm đẹp nhé. Và lần cuối thì bác sĩ Huy xin chào mọi người nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong một cái video lần sau. Xin chào.